này. Mấy đầu tiếp mẹ. Chừng trứng để nè. Lấy thịt vật ngoài. Đây.
cái nhỏ nha cả nhà. Đi siêu thị về cả nhà, mấy cái chai sữa cả nhà phải phải rửa nha, rửa sạch rồi rửa sạch mình kỹ, mình rửa sạch bông phía ngoài sạch để cái mình để tủ lạnh để hơi về đeo lắm. Thank you.
là trứng. Anh thử nha, coi coi được không nha. Nó chín quá ha. Mình hấp cho con mình ăn. Cái gì? Anh đeo trong nhà không nào à? Hả? Anh đeo trong nào à? Ủa rồi sao? Trời trời, con có não dữ. Đấy hả? Ồ, để vô ly á hả? Ồ. Không có não. Vậy giờ anh thử đi. Rồi. Thử đi không được làm lại. Quên để vô ly, lâu không có làm. Thử đi, để em làm lại. Anh đặt phải thử thôi. Được, để vô ly làm lại. Mua tới 12 chín. Chín quá. Nhâm, nhâm là được rồi. Quên lâu rồi, không có làm. Đúng rồi, em làm lại vô đây cho. Hai chú gà để vô nước cho nước nóng. Để vô nước nóng. Được không? Hả? Chín đúng không hả? Vậy làm lại không? Ngâm nha. Thôi ngâm cho ngâm bằng nước, xay nó bằng ly thôi. Thì nước nóng nè. Nước nóng nè. Quên lâu rồi không làm cái gì. Em quên lâu rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Chín quá hả? Ừ. Nấu hơi lâu đó. Không khói máu. Bây giờ đậy lên đi. Không được, nó không kín. Bây giờ lấy cái gì á? Thôi chín luôn. Cái này ăn cũng được nè. Trời đất, đau nè. Lấy cái nắp. Lấy cái dĩa này. Ừ, lấy cái dĩa bằng của anh, dĩa nhỏ đó. Ừ, đúng rồi đó. Cái này em thích ăn gì hơn? Ờ, dù xíu lên cho xíu cho. Ừ, sống, sống của em ghê lắm. Tanh. Tanh. Này, cái trứng. Ăn gì là vừa nè. Em thích ăn gì nè. Gì lên. Ở nay siêu thị đông hơn ớn luôn. Đông người.
ủi lắm. Quên ăn trứng nào quên. Hôm qua về mang ăn nhiều quá. Và thôi thịt đó. Đó, em đợi 5 phút à. Nóng này hết lâu. Để vô sôi cái bắt ra liền thì được ha. Có đi đó. Để không có nấu được à. Không được. Em thấy trong tiệm. Ờ, để vô cái nước. Bây giờ phút nữa đó, làm xong, làm gì nữa, làm xong rồi đó, giờ để nước, nước thường. Nước thường. Nước thường. Đó. Ăn kiểu này nè. Mọi người buổi sáng ăn kiểu này là tốt hơn. Ăn tốt cho sức khỏe. Có người ăn sống hơn mà mình không thích ăn sống, mình ăn trứng. Mình xin bo ăn như thế này đi nha. Xong rồi ăn hai miếng bánh mì. Miếng bánh mì á. Là mình xin bo gốc, xin bo ăn như thế này. Hai miếng bánh mì nướng hoặc không nướng cũng được. Mình để xì dầu. Gì anh? Hả? Khô. Khô gì vậy? Thịt kho hả? Trong cái chảo đó. Trời, cái chảo ngay bếp không thấy nữa cha. Em đâu biết. Người ta không thích ăn chín quá, ăn sống hơn. Mình có dưa leo á, họ ăn bánh mì không? Kho đâu, cái chảo á, trong cái chảo bự á, cái chảo có cái ăn cắn, để cái nắp anh thấy. Xong. Hết một dĩa rồi đó. Xì dầu đen nhìn thấy ghê không cả nhà. Nè anh ở đây nè.